Rất vui được gặp lại các khán thính giả thân yêu của Hố Sành Kiến Thức. Bạn thân mến, xe hơi VinFast đã đánh mất vị trí độc tôn trong ngành xuất khẩu Việt. Giờ đây, vị trí top 1 dòng xe Việt được xuất khẩu qua Mỹ đã không còn thuộc về Phạm Nhật Vượng nữa, mà phải nhường ngôi cho một loại xe một bánh có tên là xe rùa. Một loại xe đẩy hoàn toàn thủ công, di chuyển bằng sức người, với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm lên đến 2 triệu đô la. Món hàng tưởng chừng cực kỳ là bình thường ở Việt Nam, giờ đây đã khuấy đảo thị trường Mỹ bằng cách riêng của mình. Chắc hẳn người Mỹ sẽ không thể ngờ được rằng, có ngày bản thân lại được sử dụng chiếc xe đã từng khiến họ bại trận trên chiến trường Việt Nam trong quá khứ. Vậy chiếc xe này đã thâm nhập vào thị trường quốc tế như thế nào? Xin mời các bạn cùng Hố Sành Kiến Thức đi tìm hiểu ngay sau đây. Chắc hẳn các bạn đã không còn lạ lẫm gì với chiếc xe rùa hay còn được gọi là xe cút kít. Một loại phương tiện mà ở vùng nông thôn nhà nào cũng ít nhất phải có một cái vì độ tiện dụng của nó. Có thể chở được gạo, chở lúa, chở phân bón, thỉnh thoảng còn chở được cả người trên đó. Nhưng ứng dụng của nó không chỉ dừng lại ở đó, mà còn được các thợ xây dùng để chuyên chở gạch, cát, sỏi ở công trường một cách nhẹ nhàng và đỡ mất sức hơn hẳn. Nhưng trước khi có được hình dáng như hiện nay, xe rùa từng là loại phương tiện đặc sản ở miền Bắc Việt Nam thời thuộc địa. Lúc này, hình dáng của chiếc xe còn khá đơn sơ bởi được làm từ gỗ, với hai tay cầm vươn dài ra đằng trước, cong cong như sừng. Bên dưới có một bánh xe được làm từ gỗ, mài thành hình tròn để di chuyển như bánh xe. Vào khoảng thời gian chiến sự nổ ra, xe rùa cũng chính là loại xe đã giúp quân đội vận chuyển lương thực và đạn pháo một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó gần như gắn với sự phát triển của đất nước, chứng kiến sự đổi mới từng ngày của dân tộc. Vậy tại sao một món hàng gần như là được chế tạo ở một nước nông nghiệp như Việt Nam sử dụng lại có thể vươn ra tới tận nước ngoài? Không những thế, nó lại còn cực kỳ được hoan nghênh. Chuyện nói ra thì phải nhắc tới công lao của một cựu chiến binh ở Bắc Giang khi đã có ý tưởng táo bạo ít ai ngờ tới. Anh Trần Văn Hùng, sinh năm 1970 tại Bắc Giang, là một cựu chiến binh Việt Nam, nay là chủ của doanh nghiệp cơ khí Hùng Thảo, đã nhân ra cơ hội để xuất khẩu xe rùa ra nước ngoài một cách cực kỳ ngẫu nhiên và tình cờ. Hóa ra ở Âu, Mỹ và nhiều nước khác, xe đẩy cút kít vẫn có công dụng, rất phù hợp dùng ở các trang trại. Bởi xe đẩy cút kít chỉ có một bánh, chiều ngang và chiều dài nhỏ, dễ dàng đi trên con đường nhỏ, thậm chí không cần đường, đi ngay trên ruộng đất, đi giữa hai luống rau màu, lại dễ dàng, rẽ ngang và quay đầu, chở được lượng vật liệu không quá to nhưng không quá bé, sử dụng đơn giản, giá thành thấp hơn nhiều, dùng xe chạy điện, xe chạy xăng. Mà xe đẩy cút kít của doanh nghiệp cơ khí Hùng Thảo lại có chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, thậm chí được người Mexico nhận xét chắc chắn và tốt hơn xe của Mexico. Thế nên, sau khi làm chủ thị trường Việt Nam, năm 2018, anh Hùng đã bắt đầu xuất 10.000 chiếc sang Ba Lan để thử vận may và thấy thị trường tiêu thụ tốt, nên năm 2019 lại tiếp tục xuất sang Úc và năm 2021 xuất đi Mỹ thu về 1 triệu đô la. Anh Hùng có dự kiến sang năm 2023 sẽ xuất sang Mexico với hợp đồng 0,5 triệu đô la. Chưa hết, sau Tết âm này, một đoàn doanh nghiệp Mỹ, một đoàn doanh nghiệp Brazil sẽ sang làm việc để ký tiếp hợp đồng nhập khẩu xe cút kít, tiếp theo là Đức. Thời điểm trước Tết này, có 4 container đang chuẩn bị sang Mỹ, một container chuẩn bị sang Úc. Khi được hỏi làm cách nào để có thể xuất khẩu được xe đẩy cút kít made in Việt Nam sang thị trường khó tính như Âu Mỹ, anh Hùng trả lời, mọi thứ như có một cơ duyên mà tôi không giải thích được, nhưng cái chính vẫn là chất lượng tạo nên lòng tin cho khách hàng. Anh cũng kể lại con đường đi tới ngành cơ khí và xây dựng cơ nghiệp được như ngày nay của mình. Vốn là một chiến sĩ phục vụ trong quân đội, vào thời điểm đất nước còn muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu đổi mới, biên cương còn chưa yên bình, anh đã gia nhập lực lượng bộ đội biên phòng, đóng quân nơi biên giới cực Bắc của tỉnh Hà Giang. Sau nhiều năm canh giữ biên cương, anh phục viên với quân hàm thượng sĩ. Trở về quê hương, đối diện với cảnh nghèo đói, hiển hiện qua từng bữa ăn, anh Hùng đã quyết định tìm hướng đi cho riêng mình. Năm 1992, anh xin vào học tại trường công nhân kỹ thuật 1, chuyên ngành hàn. Sau khi ra trường, anh đã xin việc nhiều nơi, nhưng khi đó, các nhà máy công xưởng đang lâm vào tình trạng khó khăn đã khiến anh không thể xin được việc làm. Anh Hùng trở về quê ở Bắc Giang, tính chuyện làm nông. Nhưng với những kiến thức đã được học và tấm bằng thợ hàn, anh quyết tâm vay mượn họ hàng, bạn bè, mua được một chiếc máy hàn. Lúc đầu, anh hàn quốc xẻng bị hỏng của gia đình, rồi hàn dụng cụ lao động hư hỏng cho bà con làng xóm. Trong quá trình làm vườn, anh thấy việc đào hố trồng cây hay san lấp đất phải gánh bằng quang gánh vô cùng vất vả. Từ đó, anh đã mầy mò tạo ra chiếc xe một bánh có tay đẩy đầu tiên để vận chuyển đất. Trong quá trình sử dụng, anh luôn cải tiến chiếc xe của mình,
đặc biệt là phần bánh và tay đẩy để có thể đẩy đi trên mọi địa hình, mọi khu vực một cách nhẹ nhàng, không bị rơi rớt đồ. Khi đó, chưa ai gọi chiếc xe của anh là xe rùa, mà thường gọi là xe đẩy hay xe cút kít, có hàm ý trêu đùa nó như là một chiếc xe đồ chơi của trẻ con. Vậy nhưng, hiệu quả của chiếc xe do anh tạo nên đã sớm được khẳng định bởi người dân trong thôn. Họ nhận ra sự tiện dụng và hiệu quả trong quá trình làm việc. Khoảng năm 1997, anh bắt đầu gò, hàn và bán những chiếc xe rùa đầu tiên cho bà con làng xóm. Xe của anh sản xuất ra đến đâu, bán hết đến đấy. Vậy là từ đó, anh chuyên tâm sản xuất chiếc xe đơn giản nhưng đa năng này để bán ra thị trường. Đầu tiên là anh gửi bán ở những cửa hàng cơ khí trong huyện, rồi anh được mua những chiếc xe gắn máy Simson để chở chiếc xe rùa về các tỉnh lân cận như là Hưng Yên, Hải Dương để chào hàng. Lúc đầu, các cửa hàng cơ khí không nhận bán xe cho anh bởi nó to, cồng kềnh so với các mặt hàng như kìm, búa, cuốc, xẻng. Anh nghĩ ra cách, mỗi cửa hàng anh ký gửi 2 xe rùa, một chiếc để bán, một chiếc dành cho chủ cửa hàng để những mặt hàng, dụng cụ, cơ khí nhỏ gọn, có thể đẩy xe ra ngoài cửa hàng trưng bày mỗi sáng, buổi tối lại đẩy vào trong nhà để cất. Chiếc xe do anh sáng chế một lần nữa phát huy tác dụng đối với những cửa hàng bán dụng cụ cơ khí phục vụ nông nghiệp. Họ giới thiệu nhiệt tình với khách hàng về công dụng của nó. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Xe rùa từ đó ngày càng được nhiều người biết đến và yêu thích vì độ giản tiện cùng công năng cao mà nó mang lại. Đơn hàng khắp nơi dồn về, anh Hùng quyết định mở rộng xưởng sản xuất tại nhà để bắt tay vào sản xuất hàng loạt. Vào những năm 2014 đến 2015, xưởng của anh mỗi ngày sản xuất được hàng trăm chiếc xe rùa bán ra thị trường. Tuy nhiên, việc sản xuất ngày càng gặp nhiều khó khăn, bởi đa phần anh vẫn dùng phương pháp thủ công, gò hàn là chính, chưa có máy móc hiện đại hỗ trợ. Anh Hùng nhớ lại thời điểm đó, nhu cầu thị trường khi đó rất lớn, nhưng mình lại không có tiền để mua máy móc hỗ trợ. Bao nhiêu tiền bán hàng, mình đều mang đi mua máy cơ khí để mang về nghiên cứu cải tiến nó, dùng áp dụng vào sản xuất xe rùa. Thấy cái máy cơ khí nào có khả năng áp dụng, mình lại vay tiền để mua về cải tiến. Mày mò ngày đêm, những chiếc máy của mình sáng chế và cải tạo đã bước đầu giúp sản lượng sản xuất xe rùa bứt tốc, bước đầu công nghiệp hóa để có thể sản xuất xe rùa hàng loạt. Cuối cùng, tới năm 2016, nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, sự ủng hộ, trông chờ của nhiều khách hàng và sự đồng hành của gia đình, bạn bè, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hùng Thảo và xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang bị máy móc để phát triển sản xuất. Từ đó, nhà máy của anh sản xuất hàng nghìn chiếc xe rùa bán ra thị trường mỗi tháng và trở thành doanh nghiệp chuyên sản xuất xe rùa lớn nhất và duy nhất trên cả nước. Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên khi một doanh nghiệp từ nước Mỹ đã ký hợp đồng mua của anh gần 1 triệu đô la xe rùa, phụ kiện xe rùa và một số giá kệ kê trong siêu thị. Chiếc xe container chở hơn 1.000 chiếc xe rùa lần đầu ra cảng để vượt đại dương sang trời Tây đã mở ra một hướng phát triển mới đối với công ty của anh và cả thương hiệu xe rùa Made in Vietnam. Trong quy trình sản xuất, điều anh tâm đắc nhất là tận dụng được những chiếc lốp xe máy thải loại thường vứt bỏ đi ra môi trường tự nhiên. Việc tái sử dụng lại lốp xe máy thải loại không chỉ giúp giá thành sản phẩm giảm đáng kể, mà điều quan trọng là đã góp phần tái tạo rác thải, giảm ô nhiễm môi trường hiệu quả. Tuy nhiên, việc tái sử dụng đó chỉ được áp dụng với sản phẩm quốc nội và được sự chấp nhận ủng hộ của khách hàng. Còn với thị trường xuất khẩu thì lốp xe rùa được anh sản xuất mới. Hiện nay, công suất của nhà máy ước đạt trên 150.000 chiếc xe rùa một năm. Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, anh đã ký được hợp đồng trị giá hơn 500 đô la cung cấp xe rùa và phụ kiện vào thị trường Mexico. Ra Tết sẽ có 2 đoàn khách là bạn hàng từ Mỹ và Đức sang Việt Nam thăm nhà máy và nghiên cứu hợp tác làm ăn với công ty. Cách Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế giản dị, giống hệt tính cách của người Việt. Quá trình đó có nhiều gian khổ, tuy nhiên kết quả cuối cùng là trái ngọt. Tôi tin chắc rắn rằng trong tương lai, không chỉ xe rùa mà nhiều sản phẩm khác của Việt Nam sẽ có mặt trên thị trường quốc tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Rất mong tiếp tục được đồng hành cùng Hố Xanh Kiến Thức. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!